vui khỏe với Princess Lifestyle, là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Hàm Khanh kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức dược thảo từ công ty Princess Lifestyle. Thưa vị, trong ngày hôm nay thì ngoài John Tạ ra thì chúng tôi còn có một vị khách mời cũng rất đặc biệt nhưng mà thật sự cũng rất là quen thuộc với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Đó là MC ca sĩ Thúy Anh. Chào John Tạ, chào Thúy Anh. Yeah, John Tạ xin kính chào quý vị khán giả của Đài Liên Sài Gòn TV. Xin chào em Hàm Khanh, xin chào em Thúy Anh. Dạ vâng, Thúy Anh thân mến, chào anh John Tạ, chào anh Phạm Khanh. Và đặc biệt là Thúy Anh phải gửi lời chào đến quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Cũng khá lâu rồi Thúy Anh mới có dịp được tái ngộ cùng quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay trong một chương trình với lại công ty Princess Lifestyle, mà lại là một vị khách mời để có dịp, có cơ hội được phỏng vấn anh John và phỏng vấn anh Phạm Khanh. Rồi. Sao? Hai người sẵn sàng chưa? Sướng quá ngày hôm nay là Thúy Anh là làm vai trò là interview. Phạm Khanh có dịp trả lời hồi đó nhưng mình hỏi ta không mà. Bây giờ có người hỏi mình có dịp muốn trả lời ha. Yeah. Rồi xin mời Thúy Anh. Yeah. Vâng, thưa với quý vị là chắc là quý vị cũng có nghe đài Little Sài Gòn Radio trước đây cũng như là đài Radio chiều thứ bảy, thì Thúy Anh đã có cơ hội được làm việc với lại bác sĩ Morita khá nhiều lần. Rồi sau này thì em cũng có dịp làm việc với lại anh John Tạ, là vị tổng giám đốc cũng như là người sáng lập ra công ty Princess Lifestyle. Thì sản phẩm của công ty Princess Lifestyle thì thưa với quý vị là đã là một thương hiệu kéo dài hơn 20 năm qua. Thì chắc là có rất nhiều các quý vị ngày hôm nay đang xem chương trình cũng giống như Thúy Anh muốn tò mò về sản phẩm này. Tại sao mà vẫn giữ được cái thương hiệu tốt như vậy và được bà con ủng hộ trong suốt một thời gian dài? Thưa anh John, khi mà bất cứ một người nào đó làm về business, mà đặc biệt là dược thảo, thuốc thang, là mình mang lại sức khỏe tốt cho mọi người, thì em được biết rằng là anh John là người đã được sinh ra trong một gia đình mà có truyền thống về làm thuốc tới ba đời lận, từ đời ông nội anh, từ đời bố của anh và bây giờ đến phim đời của anh John. Vậy thì cái anh nghĩ ra sao khi mà anh lập ra công ty Princess Lifestyle với những cái chỉ tiêu như thế nào để mà ngày hôm nay lại có được cái sự vững vàng và lòng yêu quý của quý vị đến với công ty thế anh? Dạ, John Tạ xin cũng kể xưa qua sự làm việc của John với bác sĩ Monita cũng được cũng như là những truyền thống, những gì mà để lại của cha nội cũng như là bố của John để lại với John. Thì hồi xưa đó thì ông nội của John cũng như ba cũng vậy, thì lúc nào mình cũng nghĩ dược thảo tuy là không phải là một cái business cho gia đình của mình, nhưng mà là một loại dược thảo làm sao mà để cứu người ta hoặc là để giúp cho người ta bớt đi những đau đớn, những người có bệnh. Cái đó là một cái chủ trương của John. Làm sao mà John nghĩ đó thì tuy là mình làm cái gì cũng phải giúp cho nhân loại, giúp cho cộng đồng chúng ta, nhưng mà làm sao mình làm chế ra thằng thuốc đó thì nó phổ biến rộng rãi hơn, là bà con ở tất cả khắp nơi, cộng đồng là cộng đồng chúng ta, bao gồm là tất cả dân tộc của mình đều có được sử dụng dược thảo công ty chúng ta. Thì lý do làm sao mình nghĩ nói là mình không phải là dược thảo đó em, thì mấy chục năm rồi, thương hiệu của công ty cũng luôn luôn được cộng đồng chúng ta ủng hộ. Lý do làm sao mình cho nghĩ á, một cái quan trọng là lúc nào mình làm việc cũng phải với cái lương tâm của mình, vừa với cái hiệu quả và với cái chất lượng là quan trọng nhất. Cùng đồng thời cũng là giá cả nữa. Thì em cũng nghĩ là dược thảo là mấy chục năm rồi, làm sao cái gì cũng lên giá mà công ty cũng giữ cái giá trên 20 năm. Thì cho nghĩ đó thì thì rất là nhiều người có giàu có, nhưng mà rất nhiều người mà nó cũng là tốn kém, em thấy không? Dược thảo nó không phải như thuốc tây thì người ta dùng hôm nay ngày kia thì nó coi như là nó hoàn toàn nó không cần dùng nữa, nhưng mà dược thảo bà con phải giữ trong một thời gian lâu dài. Thì cho nên giá cả gì đó công ty cũng giữ làm cho một cái mức nào đó thôi. Thưa với quý vị là chúng ta được biết rằng là ngày xưa đó thì khi mà y học tức là tây y chưa có phát triển thì đặc biệt là người Trung Hoa
cũng như là các cụ ngày xưa của người Việt Nam chúng ta là thường thường dùng những cái sản phẩm về dược thảo. Đúng vậy. Và nó rất là hữu ích. Và như là chúng ta biết là nó lại không có cái phản ứng phụ, thưa với quý vị. Và thưa anh John, em đã từng nhìn thấy anh với lại bác sĩ Morita đã có những cái gắn bó trong tình bạn. Đúng vậy. Trong suốt thời gian qua. Đúng vậy. Và em cảm thấy hai anh có cái sự quý mến nhau và giữ chặt cái tình bạn là cái thứ nhất, rồi trong cái công việc làm việc để mà gắn bó với nhau trong suốt một thời gian dài như vậy. Đúng, thì chắc chắn nó cũng phải có một cái chỉ tiêu gì đó để mà anh có được một cái sự lâu dài với lại cái người bạn mà là người ta gọi là kim cổ hòa đồng. Dạ vâng thưa anh. Đúng. Dạ thì cái tư tưởng của bác sĩ Monita đó cũng tương tự với tư tưởng của John. Dạ. Thì hai anh em mình gặp nhau rồi, sự thật là cũng là một cái duyên số. Dạ. Bác sĩ Monita là thuốc tây, rồi dược bác sĩ tây, rồi cũng bác sĩ đông y luôn. Dạ. Thì cho nên thì cái lúc đó mình thành lập công ty, hai anh em mình cũng ngồi chung rồi mình thảo luận. Ừ. Đây cũng là một cái cơ hội, cũng là hai người đủ khả năng mình xây dựng một cái công ty. Dạ. Làm sao mà để giúp cho cộng đồng chúng ta, làm sao mà được một cái sản phẩm tốt phục vụ cộng đồng chúng ta cũng như là mọi dân tộc khác, cũng như mọi thị trường khác. Dạ. Cho nên hai anh làm việc đó thì nói chung cũng không phải là Thúy Anh hỏi thôi, cũng rất là nhiều người thắc mắc. Dạ. Hỏi cho anh làm sao mà làm việc với bác sĩ Monita 20 năm qua, hai anh em có gì mà không đồng ý kiến hoặc là làm sao mà được làm việc được 20 năm. Cái bí quyết của hai anh làm việc 20 năm, lý do làm sao mà nó không có cái gì mà không đồng ý kiến hoặc là không phải là mâu thuẫn, nhưng mà làm sao có gì không đồng ý, bất đồng ý kiến không? Mà cho nhóm nói là không có. Thì hai anh em đó thì làm việc rất là hiểu biết nhau, thì hai người hỗ trợ làm sao mà, thì cũng như hồi xưa đó bác sĩ Monita thì em cũng biết làm một cái công ty không phải là một one man band. Thì không phải là một người operation được hết. Thì John cũng lo về sản xuất này, cũng lo tất cả mọi thị trường khác. Thì cho nên bác sĩ Monita là chủ yếu là lo về cộng đồng chúng ta. Thì ngoài ra thì cho nên cộng đồng chúng ta rất là hiểu biết là bác sĩ Monita là một người lương y. Thấy không? Như cũng như gia đình John cũng vậy, một người lương y để làm việc bất cứ ai cũng vậy. Thì rất là, em biết là chẳng hạn các bác là mình dám nói là không phải là một cái công ty, nhưng mà là một cái chỗ mà cố vấn cho cộng đồng chúng ta. Các bác mà gọi từ Canada, bất cứ cái tiểu bang nào, bất cứ giờ nào đó, thì gọi tới bác sĩ mình, người ta, ôi tôi có bệnh này bệnh kia, hoặc là tôi có người bệnh bây giờ tôi cần đi khám bác sĩ, hoặc là tôi cần mổ xẻ gì không, thì cũng hỏi ý kiến của bác sĩ. Cho nên công ty chúng tôi không phải là chỉ có là làm việc để bán cái dược thảo, nhưng còn ngoài ra có một cái cố vấn nhỏ nhỏ để cho cộng đồng chúng ta hiểu biết được dùng thuốc như thế nào, làm sao mà người nào có bệnh làm sao mình xử lý, làm sao mà giúp cho cái gia đình của mình nó được thoải mái, là nó yên tâm vậy. Khả nào mà anh Khanh biết không, có đôi lúc đó thưa anh, nó đang gọi là nói chuyện bàn với lại bác sĩ Morita đó anh, trong những chương trình talk show đó, để chuẩn bị mình lên radio live á, thì bỗng dưng là có phone gọi vô. Đúng. Thì bác sĩ Morita nói khoan, em đợi anh để anh trả lời giúp cho bác này mua thuốc. Thì bác gọi vô, bác đặt câu hỏi, và rồi bác sĩ Morita giải thích rất là tường tận, nói rằng là ồ, bác uống cái thuốc này bác dùng bao nhiêu lần một ngày, rồi thì bác nên uống làm sao với cái loại sau bữa ăn hay là trước bữa ăn. Em nghe bác sĩ giải thích rất là tường tận. Đúng. Và đó là lý do tại sao mà cộng đồng người Việt của chúng ta rất là yêu quý bác sĩ Morita. Tuy là bác sĩ đã qua đời đến nay là cũng là gần 3 năm rồi. Nhưng mà trong cái sự tiếc thương về mỗi lần chúng ta nghĩ đến công ty Princess Lifestyle, là hình ảnh của bác sĩ Morita và tiếng nói của bác sĩ Morita cũng vẫn còn động lại trong các quý vị mà đã từng dùng qua sản phẩm của công ty Princess Lifestyle. Bây giờ đến phiên anh Phạm Khanh nè. Thưa anh biết rằng là anh Phạm Khanh đã từng làm việc với lại bác sĩ Morita trước đây. Nhưng mà khi mà bác sĩ Morita qua đời thì anh Phạm Khanh lại với lại Lưu Mỹ Linh đã có thêm những cái sự gắn bó với công ty, và anh hiểu thêm rất nhiều về sản phẩm. Cho nên thưa anh đã từng phỏng vấn anh Phạm Khanh về những sản phẩm của công ty. Sau một quá trình dài làm việc với lại bác sĩ Morita rồi anh John Tạ, anh cảm thấy là anh đến với công ty Princess Lifestyle với cái cảm xúc, cảm giác ra sao thưa anh?
Thưa quý vị, đầu tiên hết thì phải nói rằng là trong cái câu hỏi của Thúy Anh đó, có một điều rất là đúng, đó là khi mà bác sĩ Morita không còn nữa đó, thì mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hồi xưa có bác sĩ thì hơi y chút xíu, tức là tất cả mọi cái vấn đề kiến thức hay là này kia thì đều hỏi bác sĩ hết. Thì bây giờ không có bác sĩ nữa thì mình cũng phải đâu đó soạn bài nghiên cứu nhiều hơn. Đó là lý do tại sao mà Phòng Khanh thỉnh thoảng vẫn lên chương trình để mà talk show với Thúy Anh về những cái công dụng của các loại dược thảo của công ty Princess Lifestyle. Và tất nhiên là còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà xin cho chúng tôi tạm dừng ở đây để gửi đến quý vị những quảng cáo bảo trợ trên chương trình của Little Sài Gòn TV. Và sau đó chúng tôi sẽ trở lại phần 2 và Phòng Khanh sẽ nói tiếp thêm về những kỷ niệm với công ty Princess Lifestyle, với anh John Tạ cũng như là bác sĩ Morita. Dạ vâng. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle, đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.